chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em tiếp tục làm một video về những chiếc máy quét mã vạch, một thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới đa ngành nghề. Riêng trong lĩnh vực máy quét thì ở thị trường Việt Nam, Honeywell là một trong những công ty mà có số lượng sản phẩm rất là đa dạng, cũng như đi kèm với là chất lượng sản phẩm rất là tốt. Thì model em muốn giới thiệu với mọi người đó là 1950GHD. Đây là một model thay thế cho model cũ. Model cũ của nó là 1900GHD nha mọi người. Thì mọi người cùng em xem chiếc máy quét này với có những cái chức năng, có những cái hình và hiệu suất quét của nó như thế nào, để em sẽ test thực tế cho mọi người xem. Trước tiên thì em sẽ mở cái máy quét này ra để khám phá xem bên trong chiếc máy quét này có những gì. Máy mới luôn nha mọi người, em vừa bóc vô này. Đây, xem nó khác gì so với những dòng cũ 1900GHD. Nếu ai đã từng sử dụng những chiếc máy quét của hãng Honeywell thì chắc mọi người cũng rất ấn tượng về cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái độ bền của nó. Đây, đầu tiên máy quét có kèm đó là dây cổng USB. Đây là dây USB, dây này dài tầm 3m nha mọi người, một đầu RJ45 và một đầu USB kết nối với máy tính. Thứ hai, bên trong đó là thân máy, kèm theo đó là một cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng cũng như là một vài mã cần thiết để mình có thể xét cấu hình của mình. Rồi sẽ mở ra và sau đó là để mọi người nhìn kỹ hơn về hình dáng cũng như là chiếc máy. Đây, từ đây em đang cầm đó là chiếc máy của hãng Honeywell, có model đó là 1950GHD. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là Honeywell lúc trước là 1900GHD có màu đen, giờ Honeywell chuyển sang màu xám. Có thể thấy với lại là bố trí thêm dàn led ở phía dưới, ở phía trên là mọi người có thể nhìn kỹ ở đây nha, phía dưới được bố trí thêm led ở phía dưới này để cho cái khả năng phát sáng ra, khả năng mình có thể là nhìn diện cái bảo vật được tốt hơn. Phía trên là cái bộ độc của nó, cầm rất là vừa tay cho mọi người. Dưới này là đơn mức nhấn để mình có bấm vào là sẽ quét. Còn phía sau đây là cái cổng để mình có thể là kết nối với lại là một đồng RJ45. Sau đó là mình sẽ kết nối với cổng USB của máy tính. Bây giờ em sẽ tiến hành kết nối và sau đó quét thử cho mọi người xem về cái khả năng đọc của chiếc máy quét 1950GHD này. Đây là một đầu mình sẽ cắm cổng RJ45, một đầu mình cắm vào máy tính và cổng USB. Các bạn lưu ý là mình chỉ cần cắm vào sử dụng thôi, nhưng không cần thiết là phải cài driver gì cả. Máy tính nó sẽ tự động nhận cái máy quét này. Đó, sau khi bịt ra tiếng tiếp thì nghĩa là máy quét đã được kích hoạt đây. Mọi người có thể thấy này, mọi người có thể thấy là phía dưới nó có một cái dàn đèn này, đèn đỏ phía dưới này, mục đích là để hỗ trợ thêm cho cái việc nhận dạng ánh sáng của này. Em sẽ quét cho mọi người xem đây, mọi người có thể thấy là nó đọc rất là tốt những cái barcode nhé, mã vạch nhé. Khi đọc thì nó có tiếng tích đầy kèm theo để nhận biết được là mình đã quét thành công. Mình có thể giảm âm lượng tiếng tích này hoặc là cho nó vừa với. Đây. Máy sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh nên thành ra mình có thể quét mã 1D và mã 2D. Thì đó là trên một cái giấy đề can rất là mã vạch rất là đẹp. Còn em sẽ test thử cho mọi người trên những cái sản phẩm bằng với QR code này, mã vạch 1D này rất là nhỏ ở trên này. Thì em sẽ quét cho mọi người xem về cái khả năng đọc của nó. Rồi, em sẽ quét QR code nha mọi người. Tốc độ quét rất là nhanh, mình sợ mình bấm không kịp thôi chứ còn máy xử lý rất là tốt. Em thử lấy một cái mã vạch khác nha, cũng trên một cái chai, mã vạch đây lên màu trên nền trắng xanh này, không được màu đen như lúc này nè. Đó, quét rất là ấn tượng cho mọi người. Honeywell sở hữu cái công nghệ xử lý là để quét rất tốt. Em giờ bây giờ em sẽ cố tình em phá đi cái mã vạch của em, làm cho hư hại cái mạo vật của em, nó bị nhòa đi này. Em sẽ sử dụng máy quét, khả năng quét rất là ấn tượng này, mọi người có thể xem nhé. Em cố tình phá ra hư hỏng thôi nhé. Thế nó là rất là nhòa rồi này, đen rồi, như là đen hoàn toàn cái mạo vật này. Giờ em có thử cái mạo vật này này.
chất lượng nó vẫn giảm hơn một xíu mà nhưng nó vẫn độc rất là tốt với những cái bảo vật này nha mọi người. Rồi em sẽ thử, tại vì máy quét cũng có chức năng là quét được trên cả màn hình điện thoại nên thành ra em sẽ quét thử trên màn hình điện thoại cho mọi người xem. Độc rất là tốt nha mọi người. Mọi người có thể thấy khả năng độc của nó rất là ấn tượng ạ. Thì ứng dụng của nó thì được sử dụng nhiều trong các cửa hàng bách hóa hoặc là trong việc tính tiền ở các shop thời trang hay là ở những cái kho bãi mình cần quét mã vạch check in QR code hoặc là trên điện thoại, hoặc là có thể ứng dụng được trong cái khâu check in sự kiện, check in khách mời của mình. Mình bằng cách là mình gửi thiệp mời bằng có QR code máy check cũng rất là tốt ạ. Đây cũng là một sự lựa chọn rất đáng để cho mọi người quan tâm. Vừa rồi em đã giới thiệu và những quét thử cho mọi người xem về cái khả năng quét thực tế của chiếc máy quét 1950GHD này của hãng Honorwell. Thì mọi người có thể thấy là nó quét rất là tốt. Nếu theo đánh giá và từ phía công ty em thì đây là một chiếc máy quét rất đáng để mình có thể sở hữu để phục vụ cho mục đích của mình. Thì em xin cung cấp thêm một số thông tin về chiếc máy này. Thì về cái khả năng chịu độ rơi đất của nó thì được bên hãng Honorwell test ở trên 1m8 xuống sàn bê tông rất nhiều lần mà không hề ém gì. Tại vì nó có những cái lớp vỏ cao su và lớp nhựa được cấu tạo để hỗ trợ để có thể là bảo vệ được chiếc máy quét trong những cái trường hợp đó. Và thứ hai đó là cái cổng kết nối của nó, ngoài cái cổng USB thì mình có thêm cái cổng VS232 hoặc là cổng VS455, mà những cái cổng này thì mình có thể option thêm nha, tại vì cái cổng mặc định default ban đầu của máy đó là cổng USB nha mọi người. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết hoặc cần tư vấn thêm về các chiếc máy này hoặc là những cái thiết bị mã số mã vạch, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào đường link trong web thegioimavach.com. Công ty em cam kết cung cấp đúng hàng, đúng chất lượng, đúng theo hàng, tại vì bên em cung cấp là có giấy tờ chính xác của hãng ấy ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở mọi người ở những video tiếp theo.